Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên các bạn hỏi là: cho em hỏi dùng điện thoại lâu thì nó sẽ ngày càng yếu hay sao ạ? Và tại sao nó lại vậy? Đấy rồi, thế thì cá nhân mình thấy như này này. Đầu tiên ý, là chúng ta dùng điện thoại càng lâu thì chắc chắn là điện thoại nó sẽ luôn luôn hao mòn theo thời gian. Kể cả chúng ta có dùng hay là không dùng, nó cũng sẽ hao mòn theo thời gian. Và cái mà nó hao mòn dễ nhận thấy nhất và nhanh nhất ở trên một cái điện thoại đấy là về pin. Và ngày xưa thì chính Apple cũng đã khẳng định một cái điều đấy là nếu như pin của các bạn nó bị chai thì họ sẽ chủ động bóp hiệu năng vào luôn. Đấy là riêng đối với Apple nhé. Còn những điện thoại Android khác ấy thì cũng không có ông nào là ông ấy đứng ra ông khẳng định cái điều đấy cả. Đấy. Và sau đó thì Apple họ mới làm một cái đấy là hiển thị cái phần trăm pin bị chai cho các bạn, để nếu như pin các bạn bị chai quá hay là rơi vào tình trạng bảo trì thì họ sẽ khuyên là chúng ta nên thay pin cho điện thoại để mà có được cái hiệu năng nó tốt hơn. Và rất nhiều người sau khi thay pin điện thoại của iPhone xong ấy thì người ta chấm điểm AnTuTu này, rồi là người ta cảm thấy hiệu năng là nó tốt lên hẳn, điểm AnTuTu nó cũng sẽ cao lên hẳn luôn. Đấy, tất nhiên nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhá, nhưng mà đấy là một phần nguyên nhân, được chưa? Cái phần nguyên nhân thứ hai nữa mình nghĩ là nó đến từ cái việc là các cái ứng dụng ấy nó sẽ càng ngày càng cập nhật thêm nhiều. Và khi mà chúng ta cập nhật cả hệ điều hành lên nữa thì nó cũng sẽ càng ngày càng nặng lên. Đấy. Đôi khi có những cái phiên bản phần mềm mà mình không muốn cập nhật lên. Tuy nhiên nếu mà không cập nhật lên ấy, thì có thể là mình sẽ không sử dụng được các cái ứng dụng ở trong điện thoại của mình chẳng hạn. Một số ứng dụng là nó yêu cầu phải phần mềm cao lên, mình bắt buộc phải cập nhật. Thế sau khi có những cái phần mềm mà mình cập nhật lên rồi nhưng mà nó lại khiến cho máy mình bị chậm hơn bởi vì nó nặng mà. Đấy thì đấy cũng là nguyên nhân. Đấy. Nghĩa là đến từ rất nhiều nguyên nhân. Do cả hệ điều hành, do cả ứng dụng ngày càng nặng lên, do cả việc hao mòn về điện thoại, nên là chúng ta sẽ thấy là điện thoại dùng càng lâu thì nó sẽ càng đuối. Đấy. Tuy nhiên cái điều này nó sẽ không đúng đối với cả điện thoại cục gạch. Tại sao lại như thế? Các bạn sẽ nhìn này. Điện thoại cục gạch ý, khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ thấy là phần mềm không, gần như không bao giờ phải cập nhật, đúng không ạ? Nên là phần mềm ban đầu như nào nó vẫn như thế. Tiếp tục nữa nào, ứng dụng cũng không cần phải cập nhật luôn, lúc đầu có như nào thì bây giờ vẫn như thế. Đấy, đấy là điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba nữa, đấy là chính vì cái điện thoại cục gạch nó tiêu hao năng lượng rất ít và pin hoàn toàn có thể sử dụng được 3 ngày cho tới 1 tuần, nên là thành ra là những điện thoại cục gạch đấy nó không bị chai pin nhiều sau nhiều năm sử dụng. Và với những điện thoại cục gạch đấy thì kể cả có bị chai pin đi chăng nữa thì chúng ta thay một quả pin khác cũng rất là dễ dàng, bởi vì nó là pin rời chứ không phải pin liền. Đấy. Vậy nên là các bạn sẽ thấy là có những điện thoại cục gạch tại sao người ta sử dụng bao nhiêu năm mà nó vẫn cứ ngon, nó vẫn cứ như ngày đầu mới sử dụng. Trong khi đó thì smartphone thì càng ngày dùng càng lát. Đấy là nguyên nhân đấy, được chưa? Và tất nhiên để mua được những điện thoại mà nó mới nhất có thể thì chúng ta có thể ưu tiên mua những chiếc điện thoại đời mới bây giờ, chưa bị hao mòn một tí nào cả, hàng lại gọi là mới tinh. Đấy, và tất nhiên phải có nhiều tiền, ví dụ như là chiếc Samsung Galaxy Z Fold 6 đang được bán tại Cellphone S. Đấy. Cái lúc đầu thì các bạn sẽ thấy là cái giá nó rất là cao. Và sau này, càng về sau thì các bạn sẽ thấy là điện thoại nó sẽ càng giảm giá. Tất nhiên giảm giá còn theo cả chính sách của hãng nữa. Giảm giá để mà cạnh tranh, để mà bán được số lượng nhiều hơn. Hay là khi có một sản phẩm của đối thủ ra mắt thì nó cũng sẽ phải giảm giá thôi. Ví dụ như khi iPhone 16 ra mắt thì nó cũng sẽ phải giảm giá này. Nhưng mặc định nhá, điện thoại thì càng để lâu thì nó sẽ luôn luôn giảm giá theo thời gian. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy cái điều đấy, được chưa? Còn tất nhiên mua thời điểm đầu thì chúng ta sẽ được dùng trước người khác, các bạn có thể tham khảo qua chiếc Fold 6 đang được bán tại Cellphone S. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là em đang phân vân giữa Redmi Note 13 Pro Plus với cả Poco X6 Pro thì con nào ngon hơn, xài tác vụ chủ yếu, game thì là mấy game cơ bản như là Liên Quân, Free Fire, PUBG, mong anh trả lời giúp em, chúc anh và gia đình có thật nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thế thì cá nhân mình thấy là như này này, đấy là giữa Poco X6 Pro với cả Redmi Note 13 Pro Plus ý, thì về phần hộp phụ kiện là Redmi Note 13 Pro Plus là hơn rồi, sạc 120W cơ mà, đấy, thay vì sạc 67W. Thiết kế là mình cũng sẽ lựa chọn Redmi Note 13 Pro, chất liệu là tốt hơn, kháng nước kháng bụi xịn sò hơn, IP68 so với IP54, rồi là màn hình cong các kiểu nữa nên là mình sẽ lựa chọn nó. Về phần màn hình thì hai con này nó cũng khá là tương đồng với nhau thôi, đều là 1.5K 6.67 inch, rồi là AMOLED 120Hz có HDR10+ các thứ, nhưng mà kính cường lực xịn sò hơn thì sẽ là Redmi Note 13 Pro Plus với kính cường lực Victus thay vì kính cường lực 5. Nhưng về hiệu năng thì Poco X6 Pro sẽ hơn,
với con chip Dimensity 8300 Ultra sẽ mạnh hơn nhiều so với cả 7200 Ultra. Nhưng mà về camera thì Redmi Note 3 Pro Plus sẽ tốt hơn. Còn về pin hai giỏ này như nhau nhưng mà sạc nhanh hơn thì sẽ là Redmi Note 3 Pro Plus. Còn những yếu tố khác thì tương đồng, ví dụ như là vân tay bên trong màn hình hay là loa ngoài là loa kép thì cũng khá là tương đồng với nhau thôi. Phần mềm thì cũng vậy. Đấy, như vậy thì cá nhân mình đánh giá là nếu mà bạn ưu tiên về hiệu năng thì lựa chọn Poco X6 Pro, còn ưu tiên mà đồng đều với các yếu tố khác thì sẽ là Redmi Note 3 Pro Plus. Ở đây thì bạn chỉ chơi những tựa game nhẹ nhàng thì theo cá nhân mình là mua Redmi Note 3 Pro Plus là hợp lý rồi. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là theo bạn thì điện thoại chính hãng từ 6 đến 8 triệu con điện thoại nào ngon nhất? Chúc bạn một ngày vui vẻ và luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thế thì có bạn bảo là Poco X6 Pro và nếu mà cần một camera đẹp thì là iPhone 11 Pro nhé bạn. Có bạn thì bảo là 11 Pro Max cũ. Đấy, tuy nhiên là cá nhân mình nghĩ là hàng chính hãng ấy mà trong tầm giá này thì mình nghĩ là Poco X6 Pro gần như là tốt nhất rồi. Đấy, cũng khó sự lựa chọn nào khác tốt hơn. Bởi vì là nếu mà hàng chính hãng nhá thì là Redmi Note 13 Pro Plus là bạn chưa mua được đâu. Chúng ta phải mất mười mấy triệu mới có thể mua được Redmi Note 3 Pro Plus đấy. Còn ví dụ như ở đây bạn ghi là xách tay ấy, thì chắc chắn là chỉ tầm khoảng 6 triệu rưỡi thôi là chúng ta đã có thể mua được Redmi Note 3 Pro Plus rồi. Đấy, nhưng mà hàng chính hãng thì trong tầm giá này chưa mua được. Vậy nên là mình sẽ nghĩ đến Poco X6 Pro nó là như thế. Nói chung với một cái chiếc điện thoại mà có kháng nước kháng bụi, có màn hình 1.5K, 120Hz, AMOLED, có vân tay bên trong màn hình, có một con chip rất mạnh, có bộ nhớ trong tối thiểu là 256GB này, rồi là tốc độ đọc ghi bộ nhớ trong rất cao UFS 4.0, camera thì cũng khá là đa dụng, đầy đủ cả góc rộng các thứ luôn. Đấy, rồi là có cả loa ngoài loa kép, có vân tay bên trong màn hình, có sạc 67W, có hộp phụ kiện đầy đủ, có pin 5000 các thứ vân vân. Thì mình nghĩ một chiếc điện thoại đó ở trong tầm giá từ 6 đến 8 triệu là xứng đáng để chúng ta bỏ tiền ra để mua. Cái Poco X6 Pro ấy thì nó sẽ nằm giữa cái giá của con Galaxy A35 và A55. Nhưng cá nhân mình đánh giá là Poco X6 Pro thậm chí còn có nhiều điểm nhỉnh hơn cả Galaxy A55 nữa cơ. Đặc biệt là về phần hiệu năng, về phần sạc, về phần màn hình. Đấy, chắc là chỉ thua về camera với thương hiệu thôi. Đấy, nên là cá nhân mình nghĩ là Poco X6 Pro là mua là hợp lý rồi. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Có bạn hỏi là Dương ơi, tư vấn giúp mình trong cái tầm giá từ 8 đến 10 triệu thì giữa Galaxy A55 này, Xiaomi 13T và S21 Ultra, máy nào là ngon nhất? Mình thiên về thao tác đa nhiệm mượt mà và camera chụp ảnh đẹp và chỉ chơi game DSL 2024 thôi ạ. Chúc bạn vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thế thì có bạn bảo là chọn Xiaomi 13T. Thế tuy nhiên là cá nhân mình thấy lên này, nếu mà trong mấy con này mà camera ngon nhất ý, thì sẽ là S21 Ultra cơ. Tuy nhiên là S21 Ultra nó bị một vấn đề, đấy là hiệu năng tối ưu không tốt và nó khá nóng. Thực sự là như vậy. Và trong ba con này thì S21 Ultra là con duy nhất là hàng cũ. Đấy, nên bạn cần phải cân nhắc nhé. Với cá nhân mình nhá thì mình không ngại cái khoản đấy của S21 Ultra đâu, nhưng mình nghĩ là với nhiều người thì các bạn sẽ quan tâm vấn đề này đấy. Thế còn trong hai cái con mới tinh kia, đấy là Galaxy A55 với cả Xiaomi 3T ấy, thì rõ ràng là Xiaomi 3T sẽ hơn hẳn so với cả Galaxy A55 rồi. Nó sẽ có sạc nhanh hơn rất nhiều này, hộp phụ kiện đầy đủ hơn nhiều, màn hình đẹp hơn, hiệu năng tốt hơn, chắc là chỉ thua về cái camera với cái thương hiệu thôi. Đấy, nhưng mình không đánh đổi những cái đó để mà lấy Galaxy A55, cá nhân mình thì sẽ lựa chọn Xiaomi 13T. Đại loại chốt hạ là như này. Nếu bạn ưu tiên hàng mới thì là trong ba con này là mua con Xiaomi 13T, còn nếu mà không ngại hàng cũ thì lựa chọn S21 Ultra, được chưa? Nói chung là trong hai con này thì nếu mà muốn nó lành hơn và yên tâm hơn thì sẽ là Xiaomi 13T. Rồi, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Các bạn hỏi là chào anh, cho em hỏi là điện thoại tầm giá 9 triệu thì nên mua Oppo Reno 11F hay là iPhone 11 sẽ ngon hơn? Chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thế thì với cá nhân mình thấy là như sau này. Đầu tiên là về hộp phụ kiện thì rõ ràng là Reno 11F sẽ hơn rồi. Nó sẽ có sạc 67W, nó sẽ có ốp lưng ở trong hộp, cái điều mà iPhone 11 không có. Về phần thiết kế thì đẹp hay xấu tùy thuộc mắt mỗi người nhá. Nhưng mình sẽ lựa chọn Reno 11F bởi vì thiết kế của nó mỏng nhẹ hơn, viền màn hình của nó cũng mỏng hơn, rồi là không bị cái tai thỏ chiếm dụng diện tích nhiều. Về phần màn hình thì Reno 11F cũng hơn luôn. Màn hình kích thước lớn hơn, độ phân giải cao hơn, tần số quét mượt mà hơn, độ sáng tốt hơn, độ tương phản cũng cao hơn và tấm nền thì xịn sò hơn. Về phần hiệu năng thì có lẽ là iPhone 11 nó sẽ hơn ở cái điểm là con chip của nó sẽ mạnh hơn. Nhưng nó sẽ không có 5G. Còn Reno 11F thì sẽ có 5G và bộ nhớ trong là 256GB, gấp 4 lần so với cả iPhone 11 cùng tầm giá. Về camera thì cá nhân mình đánh giá là Reno 11F sẽ có camera nịnh mắt hơn. Về pin nó cũng sẽ có phần nhỉnh hơn và sạc thì nhanh hơn rất nhiều so với cả iPhone 11. Vậy bạn có chấp nhận đánh đổi những điều đấy để lấy thương hiệu và cái hiệu năng của iPhone 11 hay không? Đấy. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là Oppo ảo tưởng, ok đồng ý. Oppo luôn luôn ảo tưởng với việc là con chip cùi nhưng mà giá cao. Tuy nhiên, thường là nếu mà bạn hy sinh về con chip khi mua điện thoại Oppo ấy,
thì chúng ta sẽ được rất là nhiều những thứ khác nó đồng đều hơn. Đấy, và nếu mà như thế thì các bạn có chấp nhận đánh đổi chip lấy tất cả những thứ còn lại hay không? Thì để lại comment cho mình biết. Nếu mà các bạn muốn có một cái sự lựa chọn nó đồng đều hơn thì cá nhân mình đánh giá là trong trường hợp này Reno 11F lại đang đồng đều hơn là iPhone 11 đấy nhá. Chính ra nếu mà trong hai con này mà bảo con nào đắt ấy, thì khi iPhone 11 là đắt. Chứ Reno 11F thì mình thấy là bình thường. Đắt bình thường, đắt là so với con chip, còn so với những thứ khác thì mình thấy là bình thường. Rồi. Và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.